Vô không? Quá giờ. Ngoài giờ đâu. Quá trời. Qua có độc. Mới liền. Ok kia sao? 5 giờ
A2 A1 chứ. Giờ năm nhà rồi. Té đâu, không sao đâu. Chụp trước nè. Quá dữ. Này năm mấy chứ? Chắc tao đụng mới lắp quá. Tập trung chuyên môn và những việc phụ ba là giá. Giữa hói OK, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hãy tìm ủng hộ Trí Xịt Tin Dừa và Xịt Tin Đen. Bye bye.